Julie xin chào quý vị đã đến với bản tin tối của tin người Việt Canada và rất mong quý vị sẽ dành một chút thời gian trước bản tin để có thể bấm đăng ký kênh, bấm like cũng như là chia sẻ và gửi những lời bình luận của quý vị đến cho bản tin. Julie cảm ơn quý vị một lần nữa và chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe cũng như là mọi điều bình an. Quay trở lại với tin tức trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị, thứ năm ngày 11 tháng 1, chính phủ đã được cảnh báo 2 năm trước nhập cư cao để có thể ảnh hưởng đến chi phí nhà ở theo các tài liệu mà báo chí Canada thu được thông qua một yêu cầu tiếp cận thông tin, đã cho thấy rằng bộ nhập cư người tị nạn và quốc tịch Canada, họ cũng đã phân tích những tác động tiềm tàng mà việc nhập cư sẽ gây ra đối với nền kinh tế, nhà ở và dịch vụ và khi cơ quan này chuẩn bị các mục tiêu nhập cư cho năm 2023 đến năm 2025 thưa quý vị. Thứ trưởng, trong số những người khác đã được cảnh báo vào năm 2022 rằng việc mà xây dựng nhà ở không theo kịp với tốc độ tăng dân số. Ở Canada thì tốc độ tăng trưởng dân số đã vượt quá tốc độ tăng về số lượng đơn vị nhà ở có sẵn và với tư cách là cơ quan liên bang chịu trách nhiệm quản lý nhập cư, các nhà hoạch định chính sách của IRCC phải tìm hiểu được sự khác biệt giữa tăng trưởng dân số và nguồn cung nhà ở cũng như là các thách thức những nhập cư vĩnh viễn và tạm thời hình thành nên sự gia tăng dân số tại Canada. Đây là những báo cáo đã được gửi trước 2 năm rồi thưa quý vị. Quay trở lại, nhập cư đang chiếm gần như là toàn bộ một mức tăng dân số ở Canada do dân số già của chúng ta. Và chính phủ liên bang cuối cùng cũng đã phải quyết định tăng số lượng người thường trú nhân mà Canada chào đón mỗi năm lên 500.000 người vào năm 2025. Một quyết định đã thu hút được sự chú ý và giám sát đáng kể. Và điều đó có nghĩa là vào năm 2025, chúng ta sẽ chào đón một số lượng thường trú nhân gần với gấp đôi năm 2015. Và tài liệu này đã tiết lộ các công chức liên bang đã nhận thức rõ được áp lực tăng trưởng dân số cao đối với nhà ở và dịch vụ sự gia tăng nhanh chóng gây áp lực lên việc làm chăm sóc sức khỏe và nhà ở giá rẻ các nhà cung cấp dịch vụ định cư và tái định cư đang thể hiện một sự căng thẳng trong ngắn hạn do điều kiện lao động thị trường mức độ gia tăng và các sáng kiến ví dụ như là cùng đã ảnh hưởng đến những chiến dịch tị nạn afghanistan và ukraine khả năng chi trả cho nhà ở giờ đây đã trở thành một trách nhiệm chính trị đối với đảng tự do và đảng bảo thủ đã đạt được một động lực đáng kể trong năm qua khi mà đảng này tập trung vào các vấn đề khả năng chi trả và đồng thời tránh về vấn đề nhập cư nói riêng. Những áp lực này đã buộc cho chính phủ tự do phải tập trung lại nỗ lực vào chính sách nhà ở và bắt đầu giải quyết một sự gia tăng về số lượng sinh viên quốc tế bằng các quy định mới. Dữ liệu gần đây cũng cho thấy rằng tốc độ tăng trưởng dân số của Canada đang tiếp tục lập kỷ lục và chúng ta đã tiếp nhận một lượng lớn cư dân tạm thời, chủ yếu là thông qua sinh viên quốc tế và các chương trình lao động nước ngoài tạm thời. Dân số của đất nước cũng đã tăng hơn 430.000 người trong quý 3 năm 2023 và đã đánh dấu một tốc độ tăng dân số nhanh nhất trong bất kỳ một quý nào kể từ năm 1957 cho đến nay. thưa quý vị. Các chuyên gia từ Bay Street cho đến tổ chức học thực đã cảnh báo rằng sự gia tăng dân số mạnh mẽ của Canada đang làm sói mòn đi khả năng chi trả nhà ở, do nhu cầu vượt xa nguồn cung và Ngân hàng Canada cũng đã đưa ra những phân tích tương tự. Phó Tổng đốc Tony Graville cũng đã có bài phát biểu vào tháng 12 vừa qua, cảnh báo rằng dân số tăng trưởng mạnh đang đẩy cho giá thuê nhà và giá nhà tăng cao. Các cuộc thăm dò về dư luận cũng đã cho thấy rằng người Canada cũng đang bày tỏ lo ngại về áp lực của việc nhập cư lên các dịch vụ, cơ sở hạ tầng và nhà ở, dẫn đến một sự ủng hộ ngày càng giảm đối với lượng nhập cư và chính phủ đảng tự do đảm bảo về các quyết định của chính sách nhập cư của chính mình và cho rằng người nhập cư giúp mang lại sự thịnh vượng kinh tế và hỗ trợ nhân khẩu học của đất nước khi dân số đang già đi. Tuy nhiên trong bối cảnh mà chính sách nhập cư của chính phủ tự do đang ngày càng được giám sát chặt chẽ, thì bộ trưởng di chú ông Mark Mueller cũng đã đưa ra mục tiêu hàng năm là 500.000 thường trú nhân vào năm 2026 thay vì năm 2025. Các tài liệu từ năm 2022 lưu ý rằng các mục tiêu nhập cư của Canada đã vượt quá khuyến nghị của một số chuyên gia bao gồm những sáng kiến về thế kỷ. Một tổ chức ủng hộ việc tăng dân số của Canada lên 100 triệu vào cuối thế kỷ này. Và sự chú ý hiện đang chuyển từ những mục tiêu này sang sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng cư dân không thường trú. Từ tháng 7 đến tháng 10, thì khoảng 3 phần tư mức tăng dân số Canada đến từ những người cư trú tạm thời, bao gồm sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài tạm thời và xu hướng này đang giống lên một lần nữa hồi chuông cảnh báo sự gia tăng đang phụ thuộc vào các doanh nghiệp và lực lượng lao động nhập cư tạm thời có mức lương thấp và sự thu hút sinh viên quốc tế bởi các tổ chức sau trung học mờ ám. Và giáo sư kinh tế tại Đại học Waterloo, chuyên gia về chính sách nhập cư cũng đã cho biết, chính phủ liên bang dường như đã mất kiểm soát các dòng di cư tạm thời, và không giống như các mục tiêu hàng năm dành cho thường chủ nhân, Số lượng cư dân tạm thời được quyết định bởi nhu cầu cao về lao động nhập cư và sinh viên quốc tế. Lưu ý rằng có một mối liên hệ giữa mục tiêu dành cho thường trú nhân và dòng người tạm trú và trong phạm vi mà bàn tăng số lượng thường trú và những người di cư nhận ra cách mà bạn có được PR là đến đây với tư cách là một cư dân tạm thời thì những người di cư được khuyến khích đến và thử vận may của mình. Các công chức tại RCC đều đồng ý rằng các tài liệu được công bố đã cho thấy một điều rằng việc tăng dân số trong độ tuổi lao động có thể có một tác động tích cực đến tổng sản phẩm quốc nội nhưng mà ít ảnh hưởng đến GDP bình quân đầu người. Và chính vì vậy, đây cũng chỉ là những lực lượng lao động tạm thời thôi thưa quý vị, nhưng nó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chi trả, lạm phát tại Canada. Tổ yến Canada quà tặng sức khỏe cho gia đình, miễn phí giao hàng tận nhà cùng với nhiều quà tặng. Xin gọi 514-996-6679. Để cụ thể thêm về những phân tích vừa rồi, thưa quý vị, chính phủ cho phép 807.000 sinh viên nước ngoài làm việc không giới hạn số giờ mà không cần nghiên cứu xem tác động đến người tìm việc ở Canada là như thế nào. Quyết định tạm thời của Chính phủ tự do cho phép sinh viên nước ngoài đã làm việc hơn 20 giờ một tuần được đưa ra, mà không nghiên cứu tác động tiềm tàng của nó đối với người đang tìm việc tại Canada và cho phép 807.000 sinh viên nước ngoài làm việc không giới hạn số giờ. Và theo Blacklock Reporter, quyết định của Chính phủ dỡ bỏ giới hạn làm việc 20 giờ mỗi tuần như trước đây theo đạo luật bảo vệ người nhập cư và người tị nạn, đã làm giấy lên một mối lo ngại về ảnh hưởng của nó đối với việc làm tại địa phương, đặc biệt là trong giới trẻ Canada và học sinh sau trung học. Bộ trưởng Bộ Nhập cư ông Mark Miller, người bảo vệ chính sách này tuyên bố rằng sinh viên nước ngoài không thay thế những người lao động khác, với lý do tình trạng thiếu lao động đang lan rộng tại Canada. Tuy nhiên, khi mà bị ép phải cung cấp những dữ liệu hỗ trợ cho những tuyên bố của mình, thì cả Bộ Lao động và Bộ Nhập cư đều cho biết không có nghiên cứu hoặc là cũng không có một dữ liệu nào liên quan. Và ông Miller nói rằng, vào ngày 7 tháng 12, tôi không nghĩ sinh viên đang làm lấy việc làm của người khác do tình trạng thiếu lao động đang xảy ra tại Canada. Và ước tính có khoảng 646.000 sinh viên nước ngoài ở Canada, chiếm 80% trong tổng số 807.000 đã làm việc hơn 20 giờ mỗi tuần. Và chính sách công tạm thời Việc bỏ giới hạn làm việc 20 giờ một tuần ban đầu được áp dụng vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 dưới thời Bộ trưởng nhập cư lúc bấy giờ là ông Jim Fraser và đã hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Và vào ngày 3 tháng 12, ông Miller đã gia hạn nó cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Ông Miller cũng nhấn mạnh những thách thức về tài chính mà sinh viên ở Canada đang phải đối mặt. Trọng tâm của tôi chủ yếu là bảo đảm rằng chính sách công mà chúng tôi áp dụng phản ánh khả năng của sinh viên trong việc thực hiện làm những gì mà họ cần làm và đó là học tập mà không phá sản. Trong lịch sử, số lượng sinh viên nước ngoài tham gia lực lượng lao động Canada thấp hơn nhiều. Năm 2000, chỉ có khoảng 22.000 sinh viên nước ngoài đang làm việc. Nhưng đến năm 2019, con số này đã tăng lên 354.000, theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada cho biết. Và đến năm 2022, Ước tính có khoảng 500.000 sinh viên nước ngoài đang làm việc dưới giới hạn 20 giờ và số lượng lao động sinh viên nước ngoài đã tăng 29% kể từ khi mà giới hạn được dỡ bỏ. Và thưa quý vị, trùng hợp với quyết định của nội các cho phép sinh viên nước ngoài làm việc không giới hạn số giờ, thì tỷ lệ thất nghiệp ở Canada của người Canada giữa 24 tuổi đã tăng từ 9,2% lên 10,2% trong một năm như được thể hiện trong cuộc khảo sát hàng tháng của lực lượng lao động thống kê Canada. Và sự gia tăng này vẫn chưa giải thích được là đã thu hút được sự chú ý đến những hậu quả tiềm ẩn ngoài ý muốn của việc thay đổi chính sách hay là chưa và Bộ trưởng đã lưu ý đến hay chưa. Nhưng mà theo chúng ta đã biết, sinh viên quốc tế đến Canada phải chứng minh khả năng tài chính để giúp họ sống và học tập tại đây. Việc mang thay đổi chính sách không giới hạn giờ làm có thể sẽ lấy thêm đến lợi ích cho sinh viên Ấn Độ và khuyến khích những sinh viên ấn đến Canada để làm việc. Vào đầu tháng 12, ông Miller đã thông báo tăng đáng kể yêu cầu chứng minh tài chính đối với sinh viên quốc tế xin thị thực, tăng số tiền từ 10.000 đô lên 20.635 đô, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Và sự thay đổi này, phản ánh chi phí sinh hoạt được cập nhật và ông nói rằng những điều chỉnh gắn liền với giới hạn về thu nhập thấp của thống kê Canada nếu không biết quý vị, quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Mời quý vị chia sẻ cùng tin người Việt Canada. Thưa quý vị, thẳng dư thương mại Canada giảm gần một nửa trong tháng 11. Cơ quan thống kê Canada cho biết rằng thẳng dư thương mại hàng hóa của Canada đã thu hẹp xuống còn 1,6 tỷ đô trong tháng 11 do nhập khẩu tăng và xuất khẩu giảm. Kết quả này được so sánh với mức thẳng dư được điều chỉnh là 3,2 tỷ đô trong tháng 10. Và số liệu ban đầu cho tháng 10 được công bố vào tháng trước đó là thẳng dư 3 tỷ đô. Tổng nhập khẩu tăng 1,9%, nhờ nhập khẩu các sản phẩm năng lượng tăng 11,6% và được thúc đẩy bởi nhập khẩu uranium từ Kazakhstan. Và nhập khẩu các sản phẩm năng lượng dầu mỏ tinh chế cũng đã tăng 18,8%, do nhập khẩu xăng và nhiên liệu hàng không từ Hoa Kỳ tăng cao hơn nữa. Trong khi đó, Tổng xuất khẩu thì lại giảm 0,6% trong tháng 11 do xuất khẩu kim loại và khoáng sản về kim loại cũng đã giảm 6,5%, chủ yếu là do xuất khẩu vàng, bạc và kim loại thuộc nhóm bạch kim chưa gia công giảm. Xuất khẩu máy bay, thiết bị và phụ tùng vận tải khác cũng đã giảm 16,8%. Về khối lượng thì tổng nhập khẩu trong tháng 11 tăng 1,6%, trong khi xuất khẩu thì giảm 0,1%. Và thưa quý vị, nếu như quý vị đã xem tới phần này của bản tin thì rất mong quý vị sẽ có thể xem hết bản tin và đừng bỏ qua những tin tức rất quan trọng ở đằng sau. Thưa quý vị, nếu như quý vị còn nhớ câu chuyện một phóng viên đã bị bắt khi mà cố hỏi bà Freeland ở trên đường phố. Sau thông tin này, Elon Musk và ông Bolivar, lãnh đạo của đảng bảo thủ đã lên tiếng về việc bắt giữ phóng viên của Rebel News. Vụ bắt giữ phóng viên có tên là David Menzi của Rebel News diễn ra vào ngày 8 tháng 1 khi mà đang cố gắng phỏng vấn Phó Thủ tướng bà Freeland về lập trường của Canada đối với Iran đã thu hút được sự chú ý của nhiều người trong số họ. Ông Elon Musk, người sở hữu nền tảng truyền thông xã hội mạng xã hội X cũng đã nhanh chóng cân nhắc về đoạn video về vụ bắt giữ được lan truyền rộng rãi trên nền tảng xã hội. Việc mà một sĩ quan chặn người đang cố gắng đến gần một quan chức chính phủ cấp cao là được, nhưng mà sai khi nói rằng anh ta cố tình hành hung một sĩ quan. Ông Elon Musk đã đăng vào ngày 8 tháng 1 và bình luận của ông là để đáp lại đoạn video về vụ bắt giữ được đăng bởi một nhà báo khác. Người nói rằng David Menzi đã bị bắt oan vì bị đặt tội hành hung một sĩ quan. Chắc chắn là như vậy rồi. Trong một video do Rebel News đăng tải, người ta thấy ông David Menzi đi cạnh bà Freeland và một người bạn đồng hành đã hỏi tại sao quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Phó Thủ tướng và người phụ nữ đi bên cạnh ở trên đường đã tới sự kiện kỷ niệm ngày Iran bắn hạ chuyến bay PS-752 của Ukraine năm 2020. Thảm kịch khiến cho toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng và trong đó có 55 công dân Canada. Bà Freeland đã tiếp tục bước đi trong khi bị phỏng vấn mà không trả lời ông David Menzi. Và đoạn video sau đó đã cho thấy một người đàn ông mặc thường phục đã chặn ông Menzi lại. Người đàn ông này sau này tự nhận mình là cảnh sát và sau đó giữ tay đẩy ông Menzi ra ngoài trước khi mà nói với ông rằng ông đang bị bắt khi các sĩ quan khác vây quanh. Viên chức cảnh sát đã cáo buộc ông Menzi hành hung và nói với phóng viên của River News rằng họ đã xô vào ông. Ông Menzi tiếp tục hỏi tên và số thẻ của viên cảnh sát nhưng mà viên cảnh sát này không trả lời. Một sĩ quan khác cũng đã nói với Menzi rằng anh ta rất hung hăng và ông Menzi đã trả lời Ý bạn là tôi đang đặt câu hỏi một cách hung hăng ông Menzi khẳng định ông chưa chạm vào ai, nhưng cảnh sát đã khẳng định rằng ông đang đẩy mọi người qua. Ông Menzi bị các sĩ quan cảnh sát khu vực York mặc đồng phục còng tay và đưa lên xe cảnh sát. Rebel News đã xác nhận rằng anh ta đã được thả mà không bị buộc tội vào cuối ngày hôm đó. Phản ứng về video bắt giữ đã nhanh chóng được một số chính trị gia cấp cao và những người nổi tiếng lên tiếng ở trên mạng xã hội. Ví dụ như lãnh đạo đảng bảo thủ ông Bolivar là một trong những người đầu tiên đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ. Đây là một trạng thái tự do của báo chí ở Canada vào năm 2024 chăng, sau 8 năm cầm quyền của Thủ tướng Trudeau. Ông Bolivar cũng cho biết tiếp vào ngày 9 tháng 1 đã chia sẻ một liên kết đến một bản kiến nghị của đảng bảo thủ có tựa đề Hãy dừng việc kiểm duyệt các nhà báo Canada. Một nhà báo đã bị bắt vì phỏng vấn một bộ trưởng đảng tự do và phòng trưng bày báo chí nghị viện không nói một lời lãnh đạo đảng bảo thủ đã cho biết trong bài đăng của mình thủ tướng trudeau đã chia phương tiện truyền thông thành hai nhóm những nhóm mà ông ấy mua chuộc bằng các gói cứu trợ và những nhóm mà ông ấy kiểm duyệt và đã bắt giữ lauren harper người đã kết hôn với cựu thủ tướng stephen harper thưa quý vị cũng đã đăng một đoạn clip của river news ghi lại cảnh cảnh sát các sĩ quan mặc đồ thường phục và nói chuyện với ông David Menzi, gọi cách họ xử lý tình huống này là một phản ứng thái quá. Nhà sản xuất người Canada và cũng là cựu người dẫn chương trình truyền hình Ben Moroney, con trai của cựu thủ tướng Brian Moroney, cũng đã cho biết một vấn đề lớn hơn đó là ủng hộ hay là không thích một cơ quan truyền thông cụ thể. Hãy nhìn xem, đây là một điều khá đơn giản. Ý kiến cá nhân của một người về Rebel News không thành vấn đề bạn có thể tin vào tự do báo chí hoặc là không tin. Luật sư bào chữa hình sự Orawa đã cảnh báo những người trên mạng xã hội có thể không thích River News vì cái tên nghĩa là tin tức nổi loạn. Đừng coi tình huống này vì cho rằng nó không liên quan đến mình. Họ nói rằng cơ quan truyền thông đang có kế hoạch kiện bà Freeland, RCMP và cảnh sát khu vực York về tội bắt giữ sai trái, bỏ tù sai trái, truy tố ác ý và hành hung. Và bà Freeland sẽ chi 1 triệu đô la tiền thuế để chống lại chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn có thể sẽ sử dụng được sự giúp đỡ của các bạn. Ông ấy đã nói thêm, đề cập đến chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng của River News để có thể trang trải các khoản phí về pháp lý. Trong khi đó, OCMP cho biết rằng họ đang xem xét vụ việc và hành động của tất cả các bên liên quan, không có bình luận gì thêm vào lúc này. Cũng liên quan đến bà Freeland khi bà đã rời khỏi diễn đàn kinh tế thế giới WEF, sẽ không ai nói gì hay chăng? Hiện tại không có bên liên quan nào sẵn sàng thảo luận về một tình trạng hiện tại của Phó Thủ tướng bà Freeland với diễn đàn kinh tế thế giới mà bà đã giữ một chức vụ thành viên hội đồng quản trị kể từ năm 2019. Tính đến thời điểm công bố không có một dấu hiệu nào của bà Freeland ở trên trang web của WEF liệt kê các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của tổ chức này và dựa trên tìm kiếm với Internet RG. Bà Freeland đã bị xóa khỏi trang web trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023 và cũng không có một dấu hiệu nào của bà Freeland trên các trang lưu trữ gần đây nhất vào ngày 4 tháng 1 năm 2024. Ngay sau khi mà bài viết này được đăng tải, bà Freeland đã xuất hiện trở lại trong danh sách lãnh đạo trực tuyến của WEF vào đầu tuần, báo chí cũng đã liên lạc với thư ký báo chí của bà Freeland, Bộ trưởng Tài chính và WEF để nhận được thông tin cập nhật về tình trạng của bà nhưng mà không có phản hồi nào. Cuộc đánh giá thường niên gần đây nhất của bà Freeland đối với Ủy viên Đạo đức diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2023 và nó cho thấy vai trò của bà Freeland với tư cách là thành viên ban quản trị của WEF. Ủy viên Đạo đức đã chỉ ra trong hai báo cáo thường niên vừa qua rằng Ủy viên đã nhận được yêu cầu từ công chúng, yêu cầu hãy điều tra sự tham gia của các nghị sĩ và bộ trưởng vào WEF và họ nói rằng các yêu cầu không cung cấp đủ thông tin để bảo đảm một cuộc điều tra. Và WEF, thưa quý vị, một tổ chức theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, được lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị và hoạt động xã hội, có phương châm cam kết cải thiện được tình trạng của thế giới. Cùng với việc là một tổ chức tư vấn để thúc đẩy một chương trình nghị sự tiến bộ và kêu gọi tăng cường quan hệ đối với đối tác công tư, thì các sáng kiến cụ thể của tổ chức này cũng có tác động đến chính sách của Canada. Và Canada đã tham gia ít nhất là hai dự án của WEF, chẳng hạn như là nhận dạng kỹ thuật số của khách du lịch đã biết và mạng lưới các quốc gia. Dự án trước là dự án thí điểm sử dụng thông tin xác thực kỹ thuật số trong du lịch hàng không. Và dự án sau là nhằm mục đích mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư do WEF thúc đẩy bằng cách hợp lý hóa các quy định công nghệ trên khắp quốc gia. Và diễn đàn WEF diễn ra thường niên tại thị trấn Davos, Thụy Sĩ. Với những cuộc họp năm nay, chủ đề là xây dựng lại niềm tin bắt đầu từ ngày 15 tháng 1. Chương trình nghị sự vẫn chưa được công bố rộng rãi và hiện tại vẫn chưa biết liệu Bà Phi hay là một bộ trưởng nội các nào khác có tham dự hay không. Chính phủ Canada đã rất kín đáo với mọi hoạt động liên quan vào năm ngoái. Bà Freeland cũng đã tham dự diễn đàn năm 2023 và tham gia phiên họp công khai về cuộc chiến ở Ukraine. Và bà cũng tham gia vào một phiên họp riêng không được tiết lộ về việc tài trợ cho Ukraine với những người tham gia như là Thủ tướng Hà Lan và Giám đốc điều hành của Black Cross Larry Flynn. Diễn đàn rất chú ý do một người tên là Swat đứng đầu và người này đã kêu gọi tái thiết vị đại bằng cách sử dụng đại dịch Covid-19 để định hình lại các hệ thống thế giới. Và trước đây, ông này cũng đã cảm ơn bà Freeland vì sự lãnh đạo của bà trong một lá thư cá nhân được gửi vào tháng 2 năm 2022. Ông Swat đã viết, Từ lâu tôi đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của bạn trong việc bảo đảm nỗ lực của nhiều bên liên quan vẫn tập trung vào những kết quả công bằng, bền vững và chính xác hơn. Thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng cho chúng ta thấy được là không phải câu chuyện nào hay là những sự kiện nào liên quan đến chính trị Canada đều được công khai ở trên các mặt báo. Và hy vọng những tin tức mà tin người Việt Canada cung cấp đến quý vị là những thông tin hữu ích. Tiếp đến, mời quý vị quay trở lại vụ bê bối của Arrive Canada, trị giá 54 triệu đô mà không ai chịu trách nhiệm. Đây là câu chuyện mà chúng ta cũng đã được điểm qua vào năm 2023 và cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị, mới có được những thông tin mới kể từ tháng 9 thì tôi đã giữ chức vụ thành viên Ủy ban Thường vụ Hạ viện về hoạt động và ước tính chính phủ. Một trong những nghiên cứu trước đây của Ủy ban là ứng dụng Arrive Canada mà chính phủ đã chi 54 triệu đô để có thể xây dựng trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây là những phát biểu của dân biểu Ganesh đến từ Saskatchewan thưa quý vị. Vào tháng 10, một bài báo đã gây chấn động đã được Love and Mail xuất bản cáo buộc hành vi sai trái của các thỏa thuận hợp đồng IT của chính phủ Canada và hơn nữa chúng tôi được biết rằng RCMP hiện đang điều tra các cáo buộc tham nhũng có hệ thống trong quy trình trao hợp đồng của chính phủ. Cốt lõi của vấn đề là vấn đề trao các hợp đồng béo bở cho các công ty cung cấp nhân sự IT không tự mình thực hiện bất kỳ một công việc IT nào. Các công ty cung cấp nhân sự về công nghệ thông tin chỉ đơn giản là ký một hợp đồng phụ công việc cho các công ty cung cấp nhân sự khác mà thôi. Một công ty sẽ phải cắt giảm từ 15 đến 30% trong tổng số giá trị hợp đồng. Và trong quá trình điều tra của Ủy ban, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các bản lý lịch việc làm đã bị làm giả và bổ sung thêm. Thậm chí còn có cáo buộc về việc mà các nhà thầu đã làm bẩn các quan chức chính phủ và lợi dụng điều đó để có được các hợp đồng của chính phủ. Một trong những công ty chính trong vụ bê bối này là GC Strategies, một công ty gồm hai người đã được chính phủ tài trợ hơn 46 triệu đô kể từ năm 2017. Thưa quý vị, một công ty chỉ có hai người và không ai muốn nói ai chịu trách nhiệm trao hợp đồng cho họ. Thay vào đó, chúng ta đã chứng kiến các quan chức chính phủ cấp cao chỉ tay vào nhau và cáo buộc nhau nói dối. Các chính phủ bảo thủ trước đây đã xây dựng các ứng dụng phức tạp hơn nhiều và khiến cho người nộp thuế cũng đã phải trả ít hơn nhiều. Ví dụ như là ứng dụng MyCRA được xây dựng với chi phí chỉ 2,4 triệu đô và ứng dụng nhắc nhở của doanh thu thuế CRA được xây dựng với chi phí là 138.800 đô và cho tới ngày hôm nay thưa quý vị chúng ta vẫn còn sử dụng. Không ai trong chính phủ có thể giải thích được một sự khác biệt giữa chi phí dùng cho ứng dụng Arrive Canada và chi phí của các dự án trước đây. Và khi Arrive Canada còn sống chưa tới một năm, Tất cả những điều này chỉ ra những vấn đề mang tính hệ thống về tham nhũng và chi tiêu ngoài tầm kiểm soát của chính phủ tự do hiện tại và dường như không ai nghĩ đến giá trị đồng tiền trong quá trình này. Và cuối cùng, tôi nhận thấy sự thiếu trách nhiệm của những người nắm giữ chìa khóa ví tiền công của chúng ta và là điều vô cùng đáng lo ngại người canada đã giao phó cho chính phủ một số tiền mà họ khó kiếm được và thay vì là người được ủy thác công quỹ chính phủ này đang hành sự như một kẻ tiêu xài hoang phí ở trung tâm thương mại kiểu chi tiêu này đã gây ra lạm phát và chi phí cao hơn cho tất cả chúng ta người dân canada và tất cả đều diễn ra trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt nơi mà nhu cầu về ngân hàng thực phẩm cao hơn bao giờ hết và nhiều người Canada đang phải vật lộn để trả tiền thuê nhà và duy trì sức nóng. Thủ tướng này không đáng giá. Sau 8 năm, chúng ta đang ngày càng chứng kiến nhiều vụ bê bối hơn và chính phủ hiện tại dường như đang dị ứng với trách nhiệm giải trình. Với tư cách là thành viên của Ủy ban Thường trực về hoạt động và đánh giá của chính phủ, nhiệm vụ của tôi với tư cách là một nghị sĩ quốc hội của các bạn là tìm hiểu tận gốc vụ bê bối này và các vụ bê bối lớn mới nổi khác và Lê hy vọng rằng tin người Việt Canada cũng đã mang đến cho quý vị những điều mà các báo chí khác không có. Ủy viên thông tin kiện Bộ trưởng Quốc phòng về việc không công bố hồ sơ về chính sách COVID. Thưa quý vị, Ủy viên thông tin Canada đã đề đơn kiện lên Tòa án Liên bang để có thể buộc Bộ Quốc phòng TND cung cấp hồ sơ và các chính sách liên quan đến Covid-19 của mình theo yêu cầu truy cập thông tin. Thông báo nộp đơn vào ngày 18 tháng 12 cho biết rằng việc một bộ trưởng liên tục vi phạm về nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc thực hiện lệnh ràng buộc của ủy viên được ban hành theo đạo luật là trái pháp luật và nói thêm rằng việc mà thiếu phản hồi là một hành vi làm dụng quy trình làm suy yếu độ tin cậy của việc tiếp cận hệ thống thông tin. Ủy viên thông tin Caroline Maynard trước đây cũng đã chỉ trích gây gắt khả năng tiếp cận hệ thống thông tin và nói rằng sự suy giảm liên tục của nó đã dẫn đến điểm không còn phục vụ mục đích như dự định như trước đây. Và Bộ trưởng Quốc phòng Bill Blair được xác định là bị đơn trong vụ kiện. Văn phòng của Ủy viên Thông tin OIC đang xin lệnh của tòa án để buộc TND phải tuân thủ lệnh của mình và tôn trọng đạo luật tiếp cận thông tin của báo chí. Thông báo về đơn đăng ký đã nêu rõ rằng DND đã nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 yêu cầu phân tích đánh giá và đề xuất các lựa chọn liên quan đến quyết định tiêm chủng COVID-19 cũng như là các biện pháp y tế cộng cộng khác của lực lượng vũ trang Canada (CAF) bao gồm cả nhưng mà không giới hạn về việc đeo khẩu trang cách ly giãn cách vật lý đánh giá chất lượng không khí và đánh giá cơ sở hạ tầng yêu cầu truy cập thông tin tìm kiếm thông tin liên quan do 5 văn phòng TND sản xuất hoặc là gửi đến từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2022 và các hạn chế về COVID-19 đang gây tranh cãi, đặc biệt là những quy định về tiêm chủng COVID-19 được áp dụng vào tháng 10 năm 2021, dẫn đến việc mà hàng trăm binh sĩ phải rời đi hoặc là bị trục xuất khi mà họ từ chối tiêm vaccine. Và nó còn tồn tại cho đến ngày nay cho các vai trò khác Ủy viên thông tin OIC cho biết rằng, ban đầu Bộ Quốc phòng DND đã yêu cầu gia hàng 90 ngày để có thể phản hồi, trích dẫn là do một số lượng lớn hồ sơ nhưng mà họ không đáp ứng được về thời hạn của mình và do đó người yêu cầu đã nộp đơn khiếu nại lên OIC. Và Ủy viên thông tin nhận thấy khiếu nại là chính đáng vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 và cho rằng Bộ Quốc phòng DND đã từ chối truy cập vào hồ sơ Lệnh cũng đã được ban hành để DND phải tuân thủ yêu cầu trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 và điều đó không xảy ra. Hồ sơ pháp lý cho biết rằng Bộ Quốc phòng DND đã thông báo với Ủy viên Thông tin rằng họ sẽ tuân thủ lệnh nhưng mà vẫn chưa đáp lại trước thời hạn. Và người phát ngôn của DND đã từ chối bình luận vì vấn đề này đang được đưa ra tòa và cũng từ chối bình luận vì lý do tương tự nhưng nói thêm, các tổ chức không thực hiện mệnh lệnh là mối lo ngại của ủy viên. Và người phát ngôn của ủy viên thông tin OIC lưu ý rằng các bộ phải tuân thủ lệnh công bố tài liệu trừ khi mà họ nộp đơn lên tòa án liên bang để xem xét. OIC hiếm khi sử dụng hành động pháp lý để buộc các cơ quan chính phủ phải đáp ứng các yêu cầu tiếp cận thông tin. Và đây là lần thứ hai, thưa quý vị, mà bà Baninas đặt khởi kiện kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 2018. Vào năm ngoái, thì OIC cũng đã kiện tập đoàn Trans Mountain ra tòa để buộc phải công bố hồ sơ. Thẩm phán đã đứng về phía OIC trong quyết định vào tháng 9 năm 2023. Bộ Quốc phòng TND và lực lượng vũ trang Canada là CAF đang phải đối mặt với các hành động pháp lý khác liên quan đến việc mà quản lý Covid-19 của mình và những người lính đang tại ngũ và mới được thả đã đệ đơn lên hai vụ kiện riêng biệt để chống lại ban lãnh đạo của CAF cáo buộc họ làm dùng quyền lực và vi phạm các quyền điều lệ liên quan đến chính sách về Covid-19. Danh sách các vi phạm bị cáo buộc bao gồm phước lờ luật pháp đã được thiết lập về quyền riêng tư, sự đồng ý có hiểu biết và quyền lựa chọn phương pháp điều trị y tế liên quan trực tiếp đến việc mà bắt buộc phải tiêm vaccine. Trong tuyên bố bào chữa, trong một trong các vụ kiện này, Bộ trưởng Tư pháp đã gọi hành động pháp lý này là gây tai tiếng, phù phiếm và khó chịu. Những thách thức về pháp lý bao gồm tổng cộng 458 cá nhân, và một trong số đó là người đã khởi xướng yêu cầu phải cung cấp thông tin đang bị ủy viên thông tin khởi kiện. Luật sư Catherine, người đại diện cho các binh sĩ đã cho biết, việc mà truy đòi pháp lý của ủy viên thông tin OIC chống lại Bộ trưởng Quốc phòng, tuy là đã muộn nhưng mà có còn hơn không thưa quý vị và đây là một hành động đáng được hoan nghênh duy xin cảm ơn quý vị theo dõi những thông tin vừa rồi và hy vọng đã cung cấp cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về chính trị và những điều gì đang diễn ra tại canada cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel tin người việt canada